chào mọi người chào các anh chị em vật sĩ nhá hôm nay mình à, quay cái video về cái điện thoại cổ lên cho anh chị em xem chơi ha thì à, năm tháng mà chính xác đó, ngày sinh tháng đệ của nó chính xác thì à, mình không có à, nắm được ha tại vì những cái dòng mà điện thoại nói chung nó cũng à, cổ không cổ lắm mà nó cũng mới thì cũng không mới lắm nó lòng vòng lòng vòng ở khoảng chừng à, à, thập niên ba mươi bốn mươi năm mươi ha à, đổ lại nhưng mà nó cũng lộn xộn lắm nó cũng nhiều dạng nhiều thứ lắm cho nên là mình cũng không có tìm chính xác được cái ngày sinh tháng đẻ của nó ha tại vì điện thoại thì thường thì người ta hay cái mấy cái đời trước thì người ta hay cứ ghi cái serial number đó cái số đó cũng rất là khó tìm ha rất là khó tìm những cái giờ sau thì người ta rút kinh nghiệm thì người ta ghi cái mô đồ số máy nó rõ ràng đâu đó hết thì có tài liệu rồi này kia ghi lại còn những cái dòng mà À, trước đó thì người ta chỉ để cái số thôi, ha, số serial number đó. Mà cái số đó thì uh, những cái tài liệu trên mạng thì nó lưu trữ cũng ít ha. Cũng nói về những cái dòng như gì. Thành ra cũng khó tìm ha. À, những cái người mà người ta chơi mà chơi cổ, thiệt là cổ đó thì những cái dòng đó lại càng dễ kìm nữa. Tại vì người ta ráng ta tìm ra cho được để người ta bán cái sản phẩm đó nó uh, được cái giá cao hơn. Để khá như vậy ha. Còn những dòng mà nó lơ lơ lửng lẫn đó nó... À, khoảng chừng uh, thập niên uh, 30 40 50 đó thì uh, nó cũng còn cũng không có cổ lắm cho nên là người ta cũng uh, không có uh, lưu ý tới nó nhiều ha. Đó uh, thì mình có một cái đây, uh, có một cái đây thì uh, mình cũng có lau chùi sơ sơ rồi ha, lau chùi sơ sơ rồi mới đem ra quay video cho nó đẹp trai một chút. <laughs> uh, nhưng mà năm tháng thì không có biết rành ha, không có biết rõ về cái này thì mình đoán thôi. Khoảng uh, 40 tới 50 ha, năm 1940 tới năm 1950 thì nó nằm ở trong cái vòng đó thôi ha. <laughs> ok thì uh, về cái đồng hồ thì nó cũng nhiều loại, nhiều dạng, nhiều thứ, nhiều tên, nhiều tuổi ha. Thì cái hãng ngày trước đó thì uh, uh, cái hãng Electric cái này là Western ha, Western Electric. À, với lại cái hãng Bell đó nó cũng cạnh tranh Bell tức là cái hình của cái chuông á ha. Cái hình cái chuông đó là cái hãng đó ngày xưa là cái hãng tên Bell thì nó cũng uh, à ra đời những cái dòng điện thoại cũng khoảng năm 1827 28 gì đó ha. cũng đâu cái vòng đó đó, rồi họ cũng cạnh tranh nhau cũng rất là chiến lược rất là ác liệt ha. Đó qua nhiều đời nhiều dòng. Rồi thay thế cái này cái kia tùm lum cũng uh, hãng xưởng cũng banh rồi cũng uh, uh, sang nhượng lại tên tuổi cho những cái hãng khác đó nó nhiều lắm ha, cái dòng lịch sử nó nhiều lắm cho nên là mình uh, bỏ hết mấy cái phần đó ha. chị em nào muốn tìm hiểu thêm thì uh, tìm chuyên sâu vô chúng mình mấy cái đó nhức đầu lắm ha mình chỉ quay thoáng sơ sơ về cái hình ảnh của cái điện thoại cho anh chị em uh, ấy thôi uh, coi chơi thôi chứ còn đi sâu vô thì uh, nhức đầu lắm ha ok thì, uh, thì này khá cái năm uh, 1908 uh, trước đó ha trước năm 1950 đó 50 60 70 uh, lòng vòng ở trong cái khoảng đó thì uh, những cái dòng này bắt đầu từ từ người ta bỏ đi hết ha đó, nó thay thế cái hãng uh, cái hãng electric western này nè ha nó uh, nó thay thế nó hợp tác với lại thằng beo luôn rồi sau này đó nó cũng có một số dòng nó hợp tác rồi nó chuyển qua cái uh, những cái điện thoại cũng làm nhiều cái hình dạng lắm cũng nằm ở trên cái uh, cái tay như vậy ha nằm trên đó hoặc là để loại để gắn trên tường trên vách tường hoặc là hai cái cái nó chụp lại ha nó dài nó dài thằng lòng này nè nó nó chụp lại rồi nó cũng có cái độ vặn thì uh, này là dòng đồng hồ kêu luật quay tay ha quay tay tức là mình để uh, vô từng cái ngón tay mình quay theo từng cái số này ha đó cái số thì nó mang theo cái uh, cái chữ chữ uh, cái chữ nó đi theo luôn ha a b c rồi này kia đó chữ nó đi theo con số luôn đó thì uh, mỗi cái là phải mỗi quay ví dụ một hai ba bốn năm thì thì khi mà mình bấm để vô trong gì á thì bắt đầu mình đề ba từ đây ha Mình quay tới đây đó thì uh, cái khoảng cách của nó đó À, lúc đầu thì mình cũng không có hiểu đâu sao này thì mình mới biết được cái cách uh, hoạt động của nó ha cái này là cái chặn nè ha. cái này là cái chặn cái chặn thì quay khoảng từ đây tới đây nó có đo cái ni ở trong đó hết rồi ha nó đo một cái vòng tròn như vậy nè một vòng tròn thì cái số nào nằm ở chỗ nào quay như vậy là nó bao nhiêu mm ha nó bao nhiêu mm từ cái đoạn đó tới cái chỗ cái chặn này ví dụ như cái số cuối này là số 0 nè À, thì số 0 này nó phải đánh một vòng cho tới như vậy luôn là nó bao nhiêu mm ha đó, bao nhiêu mm để tới ngay cái chặng này thì lý do như vậy nó làm ra những cái khoảng cái cỡ như vậy đó khoảng cách như vậy để nó mới nhận ra biết được cái đó là cái số mấy ha đó, chứ lúc đầu thì mình không có tìm hiểu vô mấy cái này thì mình không có hiểu là tại sao nó cứ xoay một vòng gì mà nó nhận nó biết được cái số đó mà không lộn số khác <laughs> đó thì sau này mình mới mới hiểu là là cái này là cái chặng ha hiểu ra được cái cách nó chặn thì nó tính ra theo cái vòng tròn thôi ha đó cái đường kính của cái vòng tròn xoay như gì nè 360 độ nè ha nó xoay cái vòng như vậy thì mới là nhận biết được từng cái số ha nó ví dụ như số 1 nè ha khoảng cách từ số 1 xuống tới đây đây chặn nè ha đó xuống tới đây là hết là dĩ nhiên nó phải số 1 rồi đúng không và số 2 thì nó phải dài hơn một tí xíu nữa nó bao nhiêu sang uh, mm đó, ha đó là nó sẽ biết được số 2 và số 3 thì nó dài hơn tí xíu nữa ha đó cái đoạn đường quay đó ha từ đây quay xuống tới đây nó dài hơn là đoạn đường từ số 1 xuống tới đây là hết ha đó và số 0 đây là dài nhất ha số 0 phải đi một vòng ha phải đánh một vòng tu như gì à, tới đây ha đó cho nên cái thú vị là ở chỗ đó ha thì uh, sau cái uh, cái đời mà quay như vậy nè nó rất là nhiều đời ha nhiều đời nhiều cái model nhiều cái mẫu mã rất là nhiều phải nói là không đếm hết ha thì uh, sau đó thì quay như vậy đó thì cái này là cái, uh, cái kiểu mà cái um, à, kỹ thuật uh, cổ xưa ha cổ xưa thì tới cái thời này cái thời đó đó thì uh, uh, có những cái dàn số tức là những cái số nó uh, theo cái hình vuông rồi hình tròn rồi uh, nói chung là nhiều lắm nhiều kiểu nhiều dạng lắm rồi nó làm theo kiểu hình chữ nhật rồi hình uh, nằm ngang gì rồi hình đứng gì ha tức là những cái số đó uh, bấm cái nút vô À, tức là cái đời này là đời quay số ha quay số còn cái đời kia là đời nhấn nút đó thì nó Nó thiên về cái điện tử về kỹ thuật uh, những cái uh, cao cấp về cái điện tử đó ha gọi là hai technology đại khái như bây giờ mình hay gọi là cái cái hai uh, uh, technology tức là những cái công nghệ cao đó, đại khái như vậy nhưng mà cái thời đó đó là thời quay tay như vậy ha thì là, là uh, trước cái như vậy nữa thì người ta gọi cái này là công nghệ cao rồi nhưng mà sau cái nữa cao cấp hơn cái này nữa thì người ta gọi cái đó là công nghệ cao và cái này lỗ thời bỏ đi ha. Thành đồ cổ để khá như vậy đó. Thì uh, những cái thập niên đó, đó uh, nó chuyển qua nó không có quay cái kiểu số như vậy nữa mà nó có làm những cái nút bấm xuống ha. Đó những cái nút hình vuông hình chữ nhật rồi đó bấm xuống gì. Đó, bấm xuống thì nó kết nối vào thôi ha, nó kết nối vào trong đó thôi. Đó thì uh, nó mới thay thế cho cái những cái dòng như vậy hết. Thì có khoảng năm 1984 đó thì uh, những cái điện thoại mà bấm mà quay số như vậy nè, đó nó người ta khuyến cáo đó. Những cái hãng uh, điện thoại đời mới đó lúc đó họ gọi là những cái kỹ thuật cao rồi thì những cái dòng mà uh, quay số như vậy nè là người ta quăng hết ha. Người ta khuyến cáo quăng thì ở Mỹ nó có những cái chỗ những cái bãi mà rộng y như là những cái công viên hoặc là uh, những cái bạc kinh của những cái khu uh, mua sắm đó người ta khuyến cáo người ta để cái bảng ngay chỗ đó là để mà recycle lại những cái điện tho điện thoại cổ hư đồ này kia không có xài á đem tới đó quăng và những cái đống đó trở thành giống như những cái đống núi ha. Cái điện thoại mà người dân người ta cứ mang ra đó người ta quăng quăng mà nó chất cao như cái đống núi đó. Thì những cái địa điểm đó là hầu như là chỗ nào cũng đều có những cái đống núi hết là cái cơn đó cái cơn sốc đó là năm 1984 ha xảy ra thì mình không có đưa mấy cái hình lên đây sợ dính bản quyền ha, tại mấy cái hình của những cái người người ta chụp cái thời năm 1984 bốn nói về lịch sử của những cái dòng điện thoại gì đó. Thì nó thay thế hết cái lúc đó hãng Bell với là hãng Western Electric này họ cộng tác với nhau để họ làm đó, những cái kỹ thuật mới đó. Thì quăng hết những cái dòng điện thoại mà loại mà quay tay như vậy ha, đó, nên là nó chuyển qua cái dòng kia thì nó quăng hết rất là nhiều ha, quăng như cái đống núi đó. Đau gì đó thì anh chị em cũng biết ở Mỹ mà nhiều khi có những cái uh, vụ mà thảm sát hay này kia gì mà uh, đau thương đồ nhiều kia rất là lớn đó ha. Um, thì uh, chính phủ họ khuyên là đem súng rồi đem uh, nhà nào có súng có đồ đồ này kia đem tới giống như là nạp lại đồ này kia để người ta phá hủy đi đó để cho giảm bớt cái vấn đề mà tức giận kia đem súng ra bắn người này bắn người kia rồi đó. Rồi những cái đống súng đó cũng cao như cái đống núi ha, to cao như cái đống núi. Đó thì y chang cái dòng điện thoại thôi. Thì cái thời đó nó họ khuyến cáo là bỏ hết những dòng điện thoại này là chơi cái dòng điện thoại mới là bấm nút. Thì những cái dòng điện thoại này nó cũng trở nên những cái đống núi ha. Đó thì mấy cái thời đó cũng đã qua rồi ha. Tới ngày hôm nay là à, thậm chí là bấm ở trên điện thoại là chỉ có ấy thôi ha, bấm bằng cái cảm 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 ứng ở trên màn hình thôi. Chứ không còn số nữa ha, không còn phải quay như gì cho nó mất công nó mệt nữa ha. À, mình à, coi mấy cái phim ngày xưa đó mình ngộ lắm à, lúc về trước mình không có đi kỹ vô những cái dòng này đó thì mình à, thấy ngộ lắm tức, tức là người ta cứ làm cái gì đó người ta làm rất là nhanh ha người ta bấm rồi người ta bấm người ta quay quay trong phim mà Ồ, nó quay lung tung hết tại trong phim nó đâu có số chính xác đâu đúng không chứ cái này mà mình gọi cho bạn bè hay gọi cho những cái người số lạ ông nội quay phải quay từng số như vậy rồi mới nhớ chờ nó tua lại hết như vậy mình mới nhìn thấy rõ từng số nữa ha không là chín là tám bảy 6, 5, 4, 3, 2, 1 ha. Thì tần số mình mới coi được. Mà trong phim mình thấy nó gì nè. Đó. Cái vòng tu nó chưa trở lại hết như gì mà mình thấy. Ủa nó bấm nó quay mù luôn. <laughs> Đâu, nó quay xạo ở trong phim mà. Để cho nó làm cho có như gì. Để bấm gọi qua cái đầu dây bên kia nói chuyện cho lẹ. Mình thấy nó bấm lung tung. gì mình nói. Ủa tại sao mà. Gì mà sao số mà nó quay được ha. Rất cuộc thì mình mới tìm uh, hiểu kỹ <laughs> mình mới thấy mới, mới hiểu rõ ràng là cái đồ chặn nó nằm ở đây. À nó nằm đứng chỗ yên ở đây và người ta phải xoay cho nó đúng tới cái chỗ chặn cái này, này thì nó mới à, kết nối vào ha giống như công tắc gì đó tới đây thì nó đùng ngay công tắc nó mở lên đó ha chứ đâu phải mà lên gì mồi gì đâu đường nó mà quay lung tung như vậy được không có chuyện đó ha ok đã tính từng thước tất từng cm mm hết rồi ha từ số đi theo cái vòng tròn đó nè ok rồi đại khái mình nói linh tinh lan tan quá ha giờ mình uh, quay uh, À, từng uh, chi tiết cho anh chị em coi ha. đó ở đây uh, có cái uh, uh, chốt nè ha bấm lấy sợi dây ra, ok thì uh, ở đây cái tai nghe, tai nghe mấy cái này là nó chỉ nó bằng nhựa hết nha. tất cả cái này nó bằng nhựa hết, nó chỉ có si lại thôi. Nha. nó chỉ có nó chỉ có si bằng si uh, giống như là kiểu mà mạ vàng đó ha, vàng giả đó, vàng giả si cái màu vàng lên như gì để cho nó giống kiểu vàng cho nó sang trọng quý tộc thôi. À, chứ thiệt ra là xài nếu mà một thời gian mà cầm nhiều hay là xài những cái hóa chất mà cao á ha để mà mình đánh bóng hay này kia có thể là nó lột cái lớp này ra Rồi, rất là xấu xí ha ra nó lòi cái cái cái, cái nhựa lên đen rất là xấu xí đó thì cái ống gì thôi ha nó gắn dây điện của trong này thì tháo cái này ra để mình tháo ra coi thứ gì trong đây ha đó, tháo này ra thì coi nó cũng uh, chả có gì đâu ha thì uh, nó cũng là một cái loa nó dạng y như là cái loa nhỏ nhỏ mà để mình nghe tai đó ha cái loa đó mà để ngược lại thì nó thành là cái microphone ha thì mình cũng có nói nhiều video trước rồi đó nó thì giống như microphone thôi thì mình nói vô cái màng á cái màng đó nó chuyển động á nó chuyển động vô trong cái uh, cái cuộn dây đồng á nó nó nó, nó uh, đánh lên đánh xuống ngang qua cái 500 ha cái cái thỏi 500 rồi nó tạo ra một cái 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 tín hiệu ha để mà gửi về trung tâm về trong máy để nó phân tích ra để cái tiếng đó, nó làm nhân rộng lên ha đó để nó ra ra được cái tiếng Đó cái này phải có những cái đồng hồ mà đo về cái tần số sóng đó, ha đó tần sóng đó thì mới mới ấy được còn mình thì mình nói sơ sơ gì thôi ha đó, đó thì đại khái nó có chỉ có mấy con mấy con ốc gì thôi vặn ra thì hai cái dây điện ha qua cái giống như cái loa đó ha nhỏ nằm ở đây ok thì uh, đó là cái ống nghe ống nói ha ống nghe ống nói quay cho chi uh, tiết nè đây thì uh, cái hình mình thấy giống như là hai người không biết là đang ngồi làm cái gì ha đó không biết là đang làm gì đây mình thấy có hình uh, người phụ nữ và người nam ha người nam thì uh, đang ngồi đây cũng uh, tay thì uh, để trên cái đầu gối ha nắm tay người phụ nữ còn một tay kia thì chống cầm nhìn trời nhìn đất gì đó đang bân khuơ ha nói chuyện người phụ nữ thì đang ngồi cái thế như vậy đó thì ở đây đó là mình thấy những cái hình ảnh của những cái đồng hồ khác anh, anh chị em khác quay đó thì mình thấy cái hình này trên này nè ngay chỗ này nó có một cái hình luôn ha cái hình kiểu mà hình nổi như vậy nè thì là cái hình hai người một người đánh đờn một người hát ha kiểu như vậy đó À, người phụ nữ này nè thì uh, cầm cái, cái đàn đang ngồi cái tư thế như vậy trong đánh đàn còn người đàn ông thì đang ngồi kế bên quên hát ha đó thì cái hình nằm ở đây nhưng mà lâu ngày nó tróc nó rớt ra rồi thì uh, mình không biết mình bỏ đâu rồi đó ha à, và ngoài ra thì cái hình uh, đó hoa văn ở trên cái mặt trước nè ha mặt trước của cái điện thoại nhìn rất là đẹp ha thì đây mình cũng thấy đây là cái hình uh, cũng cái người uh, phụ nữ đang ngồi ha đó đang ngồi đây và cái người uh, nam á thì đang còn quỳ một chân xuống quỳ gối nè ha quỳ một chân xuống dân cái gì lên đây nè ha dâng cái gì lên cho người phụ nữ đó cầu hôn hay là cái gì đó không biết ha mà tư thế là coi như là một uh, chân đang quỳ xuống nè chân đang chống nè ha đó nó cái hình nổi ha thì mấy cái đồng hồ mà mấy cái dòng cổ xưa của pháp đồ này kia làm độc đáo lắm nhiều cái dòng đồng hồ mà nhìn luôn mà rợn người luôn á nó về quý tộc quá ha những dòng đồng hồ dữ dằn lắm à, Giá trị à, tới bây giờ cũng mấy nghìn đô ha Mấy nghìn đô tới mấy chục nghìn đô à, Mấy cái này thì mấy cái thường thường thôi ha đó, Đây thì à, thấy cây cào cỏ nè ha Cào cỏ rồi à... Gì đây không biết Bố đục kèm cái gì lung tung đó hết ha Nhìn cũng không thấy rõ Đó thì à, người ta để những cái à, Chi tiết hoa văn đồ ở trên đó gì đó ha ok thì hai bên hai bên thì giống nhau ha Đó, hai bên hông bên trái bên phải giống nhau và ngoài trước mặt trước mặt sau giống nhau ok Đó, giống nhau rồi bây giờ mình cho coi cái phần phía dưới này ha bây giờ mình tháo cái dây ra nè Đó, dưới thì tổng thể nha cái uh, tên của nó là Western Union ha uh, Western Electric ha mình hay là Western nhiều để chỗ gửi tiền Western Electric đó cái hình cái chuông này nè ha hình cái chuông là hãng Bell đó ha hãng Bell ngày xưa là cũng như thế này à, à, lúc đầu thì hai hãng cũng cạnh cạnh tranh cũng dữ lắm ha à, cạnh tranh chết người đó rồi sau đó họ cũng nhập lại với nhau họ làm việc với nhau một thời gian làm việc với nhau xong rồi là chia tay ha rồi hai hãng chia tay nói chung nó có nhiều rất là nhiều giai đoạn à, cái serial number của nó là ha tám không hai bảy sáu ba đó thì mình tìm về cái serial number này cũng mệt ha tìm cũng không có ra gì nhiều đó, thì mình sẽ tháo cái này cho anh chị em xem ha cái mặt nắp này coi thì nó như thế nào tháo cái nắp chụp nhựa này ra rồi ha thì ở bên trong thì nó như gì đó bên trong nó như gì thôi ha có miếng sắt trong này bây giờ mình tháo cái nắp sắt này ra luôn coi thì nó có gì bên trong nữa ha rồi, sau khi đã tháo bốn con ốc đem ra thì coi trong ruột của nó nè ha. Đó, trong ruột cũng không có cái gì hết. À, trong trơn ha. cái bộ của nó thôi ha. Đây là cái bộ uh, đầu não, trung tâm đầu não nè ha. Trung tâm đầu não. Này uh, hệ thống điện thôi ha, hệ thống điện. Ở đây là cái chuông ha chuông rèn 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 rồi đó ha chuông nè à, khi có tín hiệu gửi vô đó thì cái gì đó thì nó rèn một năm tám sáu tám số trong này rồi, nó câu dây tùm lum hết mình có con số video của những cái người khác những cái người mỹ đó họ có gắn mấy cái mấy cái điện thoại cổ như gì vô họ xài vẫn được nha đó, chế biến một thêm một chút gì đó thay đổi một cái gì đó họ vẫn xài được rồi trong này thì để mình tháo cái cái mặt vòng số ra ha rồi mình đã tháo uh, cái uh, phần uh, quay số ha cái uh, thời đại khoa học công nghệ cao hiện nay uh, khiến cho người ta sống uh, vội vã quá ha người ta uh, bỏ chạy theo uh, một số người người ta bỏ chạy theo cái uh, uh, cái kỷ nguyên mới đó ha chạy theo uh, theo cái thời đại văn minh mới đó thì uh, có số người thì người ta đánh mất đi, nhiều khi đánh mất đi cái tư cách hoặc là đánh mất đi chính của người họ ha. À, tuy nhiên cũng có rất là nhiều người họ chạy không nổi ha, theo không kịp với lại cái vòng thời gian nó trôi nhanh quá. À, theo cái thời đại khoa học kỹ thuật cao đó thì không kịp cho nên là người ta bỏ cuộc và người ta trở lại về chơi lại với lại những cái món đồ cổ cho nó thân thiết giống như là những ngày nào ha, còn xanh đó thì uh, cho nên cũng có một số uh, cái trang web ha, người ta lập ra những cái trang web người ta lưu lại những cái đồ như gì ha, hoặc là người ta chế tác lại những cái đồ cũ như gì người ta bán để cho phục vụ vào những cái uh, thú chơi uh, tao nhã giống như là uh, để trưng chơi hoặc là có thể để sử dụng luôn ha để sử dụng luôn thì uh, người ta bán những cái đồ phụ tùng nó rất là đắt nha chứ không phải là không phải là rẻ đâu nó đắt hơn những cái đồ mới luôn phụ tùng đồ mới thời mới luôn ha thời đại luôn đó thì có những cái vòng số như gì có chỗ nó bán cái giá mà bèo nhất đó, từ 40 đô cho tới 250 đô nha 250 đô la Mỹ đó ha đó là cái vòng số này không thôi ha à, còn có chỗ thì nó bán cái vòng vòng quay số nhưng mà cái miếng trên này là miếng bằng đồng này nè là mình thấy nó cao nhất thì cũng là một trăm rưỡi đô rồi đó một cái miếng không này thôi nha cái miếng đồng quay số này nè này thì đối với dân thợ tiện thì là giống như là ăn cháo thôi ha đó, lấy một miếng à, miếng à, lấy một miếng đồng ra gì cái là khoan mấy cái lỗ như vậy ha đó khoan mấy cái lỗ gì xong rồi đánh bóng lên đó là thấy bán hai trăm mấy chục đô rồi ha trăm năm chục đô rồi cái vòng này rồi đó ha vận đồng ok cho nên là bây giờ đó cái uh, nó nó lập ra rất là nhiều cái trang web nó bán từng cái chi tiết ha Ở cái miếng này không là ba mấy bốn chục đô là cái hình À, người phụ nữ với là người nam vậy thôi nè ha nó à, nó bán từng cái chi tiết cho tới cái điện thoại này lên thành mười mấy nghìn đô la ha mười mấy nghìn đô la những cái điện thoại cổ như vậy đó, thì uh, nó chế tác lộ lại hết những cái uh, từ cái con ốc ha từ cái con ốc vít vặn như vậy mình thấy ở trên uh, những cái trang web đó nó bán á mấy thằng đó cũng đủ đạn thiệt cơ chứ nó thừa cái thời cơ người ta chơi uh, người ta đi theo thời đại không kịp chơi lại đồ cổ thì nó lại lên giá ha đồ cổ lên giá nó bán hai con ốc này không 14 đô la ha đó vậy thôi ha cho nên là mấy về mấy cái đồ cổ nó rã ra nó bán cái này lên thành tới mười mấy nghìn đô la là từng món á nó tháo nó bán từng con ốc luôn thì anh chị em thấy nè ha đó nó tính theo cái uh... sao mình đưa cho nó gần lại ta là điện thoại mình để trên cái giá rồi trên cái chân rồi ha đó theo như cái số quay dưới nè ha đó thì mình nói như hồi nãy đó tức là mình quay nó đi nó thả bao nhiêu á theo cái số nè ha. Nó ước lượng theo cái vòng của nó nè. Đó. Thì uh, quay tới cái đoạn dài ngắn bao nhiêu. Thì ở trong này nó. Nó có. Nó sẽ tính hết ha. Đó. Để số dài số ngắn nè ha. Đó. À, tính hết chứ không phải là. Là quay chơi chơi khơi khơi gì đâu. À, ngày xưa thì mình thấy. Coi trong phim á. Mình thấy nó quay. Bấm quay lẹ quá mà mình nghĩ nó. Nghĩ không ra ha. Hình dung không ra. Thì sau đó mình chơi cái này rồi mình. À. Uh, lục tìm thì mình mới thấy à, thì đại khá như gì thôi ha bộ này nó có dán keo ở đây hết rồi nó xả keo cứng như gì luôn rồi mà không có chỗ để rút ra ha chứ không mà rút ra mình đưa sát cái điện thoại cho anh chị em coi thôi để mình lấy xuống cái đó đó mình cầm điện thoại xuống sát rồi nè ha coi cái bộ quay của nó nè bộ cơ của nó nè chẳng có cái gì đâu ha đây thì nó cũng đóng chữ Western Electric nè, nhông xoay nè, đó, xoay cái số nè ha, cái bánh răng nó xoay đi nè, thì nó có tính toán thôi, tính toán xoay cái nhông nó đi thì nó cho biết cái số đó quay tới đâu ha, ở cái đoạn nào quay tới đâu, nó gửi những cái tín hiệu này về trung tâm thôi, về trung tâm để nó phân tích ra ha trong này nó có mấy cái cục uh, đó mấy cái cục ở trong đây nè trong cái chỗ cái bánh này nè ha đó cái cục đó là giống như kiểu mà 500 bình thường uh, thấy những cái cây súng mà nó bắn cái tốc độ đó nó kiểm tra cái tốc độ của cái máy quay bao nhiêu cái vòng tua đó thường thường đó nó hay gắn có có cái cục 500 nó gắn ở trong là đó ha đây nè trong này có cục 500 nè đó màu đen đen đó thì 500 thì khi mà nó quay như gì nè đó ví dụ quay như gì từ đây tới đây Ví dụ mình nhích tí xíu gì đi, đó thì nó đọc được là cái số nó bao nhiêu, ví dụ số 1 thì quay tí xíu tới đó ha, còn số 2 á thì bắt đầu từ đây quay lên tới đây, đó, ví dụ như vậy ha. Cái vòng tua nó dài hơn, đó rồi số 3, số 4 càng số dài lên cho tới số 0 là dài nhất thì nó qua bao nhiêu vòng đó thì nó đếm ha. Thì cũng giống như vậy thôi, à, xe đạp rồi này kia nó hay gắn thêm cái cục đó đó à, vô để cho nó đọc ha, tức là xe đạp mà nó cũng có cái uh, nó bán một cái cục đó cũng gắn với cái cầm xe đạp đó để mình chạy mình biết là bao nhiêu cây số đó ha đó, đo cái đo cái, cái cái vòng mà cái cục 500 trăm trên cái điền xe đó nó xoay ha nó xoay ngang ngang cái cái chỗ mà nó đọc á ha nó đọc xong rồi nó gửi cái chi tiết đó về trong cái trung tâm ha nó phân tích ra thì cái bộ trung tâm nằm ở phía dưới này nãy mình cho coi đó thì nó phân tích ra cái đoạn đường nó dài bao nhiêu thì nó biết ha nó biết được thì cũng giống như cái này thôi cái số quay thì nó tính toán gì ha ok Đó. chẳng có gì hết rồi đại khái nói gì đi ha mình uh, bây giờ ráp vô lại